Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về mô hình rất đặc biệt trong quản trị sự thay đổi, đó là vòng đời sự thay đổi của Cooper Roth trong điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp. Lý thuyết sử dụng để theo dõi hành trình đi qua bất cứ một sự thay đổi lớn nào của mọi người và nhớ rằng chỉ đến khi mọi người đã chấp nhận thì nhiệm vụ của bạn mới hoàn thành. Vòng đời 5 giai đoạn của sự thay đổi của Elizabeth Gleroth phản ánh những giai đoạn của bất cứ một sự kiện thay đổi lớn nào, bao gồm cả những thay đổi tại nơi làm việc. Chối bỏ, nhân viên có thể cảm thấy sốc và không muốn tin vào những gì đang diễn ra. Họ có thể không chấp nhận sự thay đổi này, cả về mặt ý thức và vô thức. Tức giận, nhân viên có thể cảm thấy bất công và tức giận với bản thân hoặc với người khác, chẳng hạn như quản lý hay đồng nghiệp. Thương lượng, họ có thể đề xuất các giải pháp hoặc thỏa hiệp nhằm giảm bớt tác động của sự thay đổi. Trầm cảm, khi nhận ra rằng các nỗ lực thương lượng không hiệu quả, nhân viên có thể cảm thấy buồn bã và chấp nhận là thay đổi là không thể tránh khỏi. Chấp nhận, họ hiểu rằng sự thay đổi là vĩnh viễn và bắt đầu điều chỉnh lại để thích nghi và tiếp tục công việc trong tình hình mới. Sau đây là một số bước cơ bản để sử dụng thuyết này: thông báo sớm về sự thay đổi, cung cấp hỗ trợ liên tục, nhận biết rằng mỗi người có tốc độ thích nghi khác nhau, giao tiếp đa dạng và minh bạch, chọn những nhân viên có khả năng đối phó tốt làm cầu nối, và tạo cơ hội để nhân viên thảo luận và được đào tạo sớm. Bước 1. Thảo luận về sự thay đổi với nhân viên ngay từ đầu để họ cảm thấy tin tưởng hơn. Bước 2. Cung cấp hỗ trợ liên tục bằng cách lắng nghe và trao đổi về các lựa chọn và cơ hội. Bước 3. Mỗi nhân viên sẽ trải qua các giai đoạn với tốc độ khác nhau. Luôn chú ý và hỗ trợ những người gặp khó khăn. Bước 4. Sử dụng nhiều phương pháp giao tiếp, không chỉ các cuộc họp chính thức. Bước 5. Luôn trả lời câu hỏi của nhân viên một cách thấu đáo và trung thực. Bước 6. Chọn những nhân viên có khả năng đối phó tốt với sự thay đổi để làm cầu nối. Bước 7. Cung cấp cơ hội để nhân viên thảo luận về lo ngại của họ, đào tạo họ nhằm để giảm bớt sự lo lắng. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể giảm thiểu sự bất ổn và giúp nhân viên vượt qua những thách thức của sự thay đổi một cách hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để xem chi tiết nội dung, hãy quét mã QR hoặc click vào link dưới phần bình luận. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video nhé!